Chào mừng các bạn đã đến với những bản tin mới nhất của Bóng Đá Today. Hãy cùng ấn đăng ký và ấn chuông để cùng cập nhật những bản tin mới nhất về bóng đá các bạn nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn sẽ đến với những tin tức chính sẽ có trong ngày hôm nay. Ole Gunnar Solskjaer phấn khởi vì Paul Pogba tìm lại phong độ đỉnh cao. Manchester United sẽ thăng hoa trên sân Old Trafford. Juventus lên kế hoạch thay thế Andrea Pirlo. Virgil van Dijk có thể nghỉ thi đấu 9 tháng. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng ủng hộ cầu thủ trò Paul Pogba tìm lại phong độ tốt nhất. Pogba là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Man United ở chiến thắng 5-0 trước Leipzig tại Champions League mùa giải năm nay diễn ra vào hồi giữa tuần qua. Anh hiện còn giao kèo với Quỷ Đỏ đến năm 2022 và đã khởi đầu khá chậm chạp mùa này sau khi nhiễm Covid-19 vào hồi tháng 8. Đề cập đến Pogba, huấn luyện viên Solskjaer cho hay, Paul có thể làm mọi thứ trên sân bóng, cậu ấy có thể thực hiện những đường truyền dài, xâm nhập vòng cấm và thực hiện những pha phối hợp ngoài vòng cấm. Paul đã chơi thực sự tốt trước Leipzig, cậu ấy đã có tác động đến trận đấu. Chúng tôi thích cậu ấy dâng cao, tấn công và mang lại hiệu quả cho trận đấu. Cậu ấy đang tìm lại mình sau khi dính chấn thương và nhiễm bệnh quá lâu. Nếu càng tập luyện chăm chỉ, cậu ấy còn có thể làm được nhiều hơn thế. Bên cạnh đó, Solskjaer còn dành những lời có cánh cho Fred, người đã thi đấu như một chiến binh ở tuyến giữa trong thời gian qua, là mắt xích không thể thiếu của Man United. Fred có những phẩm chất đáng kinh ngạc và chúng tôi chắc chắn đang thấy những điểm mạnh của cậu ấy. Chúng tôi đã chờ đợi điều đó đến. Fred đã chơi một cách tuyệt vời ở mùa giải trước và đã làm được những gì mà chúng tôi muốn. Cậu ấy là một chàng trai khiêm tốn, làm việc rất chăm chỉ. Hiện tại, chúng tôi đúng là Manchester United vậy. Tôi có các con người cạnh tranh cho các vị trí. Bất kỳ đội bóng thành công nào trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại đều có quyền lựa chọn cho các cầu thủ nghỉ ngơi, xoay tua và đó là cách duy nhất bạn có thể trụ lại ở giải đấu khốc liệt nhất trên thế giới. Vào chủ nhật mùng 1 tháng 11 tới đây, Manchester United sẽ tiếp đón Arsenal tại Premier League. Cuộc đối đầu kinh điển ngoại hạng Anh sẽ được tái hiện khi Manchester United tiếp đón đối thủ truyền kiếp là Arsenal tại Nhà hát của những giấc mơ vào chủ nhật tới. Thật là bất lợi cho Arsenal khi phải đối đầu với Man United vào thời điểm này. Quỷ Đỏ đang có phong độ hủy diệt đáng ngại, liên tiếp đánh bại hai đội bóng mạnh nhất nước Pháp và nước Đức hiện tại là Paris Saint-Germain với tỷ số 2-1 và Leipzig với tỷ số 5-0 đều ở đấu trường UEFA Champions League. Có vẻ như huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã tìm ra công thức chiến thắng cho Man United với lối chơi và đội hình tối ưu sau nhiều thử nghiệm. Một khi đã đạt đến độ hoàn hảo thì Man United là đối thủ đáng sợ cho bất cứ đội bóng nào. Arsenal dù đã cải thiện ít nhiều dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta nhưng vẫn chưa đạt đến độ ổn định cả về phong độ và tinh thần chiến đấu. Pháo thủ đã tịt ngòi trước những Man City, Leicester City không phải vì họ thua kém về lực lượng mà có lẽ là chiến thuật và tinh thần của cầu thủ. Trận so tài này có thể hình dung ra kịch bản, các cầu thủ Man United với tinh thần hưng phấn cao độ sẽ tràn lên dồn ép đối thủ và có thể có bàn thắng sớm. Tiền đạo Rashford, người vừa lập cú hat-trick vào lưới của Leipzig từ băng ghế dự bị, chắc chắn sẽ làm khổ hàng phòng ngự của Arsenal. Arsenal sẽ có điểm nếu giữ được những cái đầu lạnh và chơi phản công chớp nhoáng vì hai trung vệ của Man United không phải là những người có tốc độ và khả năng xoay sở khá chậm. Chelsea đã chơi phòng ngự phản công với Man United và đã thành công khi hòa với tỷ số không đều. Khó có thể nói các cầu thủ Arsenal có đủ sự tự tin khi phải làm khách của Man United bởi trước đó đụng độ với các đối thủ mạnh như Liverpool, Man City hay Leicester City, Arsenal đều thua trắng bụng. Juventus đang lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất khi ban lãnh đạo buộc sa thải huấn luyện viên Andrea Pirlo nếu kết quả tồi tệ của ông tiếp tục. Theo tờ Daily Mail, các cầu thủ cùng với ban lãnh đạo của Juve hoàn toàn ủng hộ huấn luyện viên Andrea Pirlo nhưng vẫn đang xem xét các phương án thay thế cho cựu tiền vệ người Italia. Pirlo được các cầu thủ của mình yêu mến nhưng đội bóng của ông đã phải chịu thất bại 0-2 trên sân nhà trước Barca tại Champions League và ba đầm ra chỉ thắng 2 trong số 5 trận mở màn Serie A mùa này. Cách Juve thua trận đã làm dấy lên báo động trên các phương tiện truyền thông Italia và người ta bắt đầu nghĩ đến 3 trận hòa ở Serie A bởi 2 trong số đó, Bianconeri được đánh giá là sẽ có được chiến thắng dễ dàng. Ông chủ Andrea Agnelli sẽ có mặt trong các buổi tập tại trung tâm huấn luyện của Juve trong những ngày tới để kiểm tra Pirlo vào đội bóng do ông dẫn dắt. Trước đó, ông đã tuyên bố rằng ba đầm già đã quen với những áp lực đi kèm với sự kỳ vọng. Không giống như người tiền nhiệm Maurizio Sarri, Pirlo đã giành được sự ngưỡng mộ của tất cả các cầu thủ Juve bằng sức hút của mình khi còn là một tiền vệ lừng danh. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo cho cựu tiền vệ đội tuyển Italia nếu như đội bóng tiếp tục thi đấu thất vọng. Ông Agnelli không muốn thay huấn luyện viên, nhưng không ai có thể nói trước điều gì nếu Juve của Pirlo không thể vượt qua một tháng 11 giông bão. Vì vậy, nếu tình huống xấu nhất xảy ra, câu lạc bộ đã có sẵn những cái tên thay thế không hề xa lạ,
có thể kể đến như Max Allegri, chủ tịch câu lạc bộ có mối quan hệ đặc biệt với Matt Mark, bộ đôi vẫn thường xuyên liên lạc. Allegri rời Juve vào cuối mùa giải 2018-2019 sau một chu kỳ thành công với 5 chức vô địch Serie A cùng 2 lần vào đến chung kết của UEFA Champions League. Tối ngày 30 tháng 10, Liverpool xác nhận Virgil van Dijk đã phẫu thuật thành công chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Ca phẫu thuật của van Dijk được thực hiện ở London và đã thành công. Van Dijk sẽ ngay lập tức bắt tay vào quá trình hồi phục dưới sự hỗ trợ của đội ngũ y tế Liverpool, trang chủ của Liverpool cho biết. Liverpool từ chối tiết lộ ngày trở lại của Van Dijk. Trên Sky Sport, chuyên gia vật lý trị liệu Renshaw khẳng định chấn thương của trung vệ người Hà Lan thuộc loại nghiêm trọng. Van Dijk sẽ nghỉ thi đấu từ 7 đến 9 tháng sau ca phẫu thuật. Nếu thông tin này chính xác, mùa giải năm nay coi như đã kết thúc với trung vệ người Hà Lan. Virgil van Dijk dính chấn thương nghiêm trọng ở trận mà Liverpool hòa Everton 2 đều tại Premier League vào hôm 17 tháng 10. Trong khu vực 16m50, thủ môn Jordan Pickford của Everton truy cản quyết liệt với van Dijk. Đầu gối chân phải của Van Dijk bị kẹp giữa hai chân của Pickford dẫn đến chấn thương nặng. Van Dijk được rút khỏi sân ở phút thứ 11. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp dự đoán đây là chấn thương rất nặng đối với Van Dijk. Kết quả chụp chiếu chỉ ra rằng Van Dijk bị đứt dây chằng và buộc phải phẫu thuật. Chấn thương của cựu trung vệ câu lạc bộ Southampton dẫn đến chuỗi khủng hoảng của hàng thủ Liverpool. Trước đó, Joe Matip không thể thi đấu, huấn luyện viên Klopp vá hàng thủ bằng Fabinho. Nhưng ngôi sao người Brazil đã chấn thương. Lúc này, huấn luyện viên Klopp chỉ còn một trung vệ đúng nghĩa, đó là Williams. Williams mới 19 tuổi và chưa có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Khi Van Dijk vắng mặt, Liverpool thi đấu kiên cường, liên tục thắng Ajax với tỷ số 1-0, Sheffield với tỷ số 2-1 và Midland với tỷ số 2-0. Vào ngày 1 tháng 11 tới đây, Liverpool sẽ có cuộc đối đầu với West Ham tại Premier League. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe bản tin ngày hôm nay và cùng theo dõi kênh Bóng Đá Today để cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong giới thúc cầu các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.